Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh chuyên review về đồng hồ chính hãng của Hội. Và hôm nay em xin phép giới thiệu đến với anh em một chiếc Rolex mà bên em vừa mới về được. Đây là một chiếc đồng hồ mới anh em nhé. Và vì thế thì dĩ nhiên nó sẽ có đầy đủ hộp sổ thẻ kèm theo. Như video anh em đang xem đây, một cái hộp trắng bên ngoài và một cái hộp xanh phía bên trong. Mình sẽ mở hộp luôn. Wow, chiếc cực kỳ đẹp. Đi nhanh qua phần sổ thẻ chút anh em nhé. Rồi, một cuốn sách Desert lớn, một cuốn sách service nhỏ phía sau ví đựng thẻ, và cuối cùng là một cái thẻ Rolex đi kèm. Đây là mẫu thẻ mới của Rolex, rất là sang với cái tông màu xanh rất là quen thuộc của hãng rồi. Mã sản phẩm sẽ là 126233. Mình xin phép che số serial lại vì đây là hàng mới, mình muốn bảo mật thông tin cho vị khách hàng sau. Và ngày mua sẽ là ngày 15 tháng 8 năm 2021, date rất là mới, chỉ khoảng 2 tháng thôi. Video em đang làm hiện tại là năm tháng 10 năm 2021. Và chiếc này sẽ còn bảo hành 5 năm của hãng đến năm 2026, cực kỳ xa. Một cái tách nhựa màu xanh quen thuộc rồi ha. Rolex SA Geneva Spalletic Geometer. Và một cái thẻ nhựa đi kèm với mã sản phẩm đầy đủ sẽ là 126233 gạch ngang 0023. Anh em cứ search nguyên cái mã này thì sẽ ra đúng sản phẩm này. Rồi, và đi đến với sản phẩm chính nè. Chiếc Rolex Desert 36mm. Mình sẽ tháo cái miếng nhựa bảo vệ niềng này ra. Hàng mới thì thường có cái đó. Rồi, rất là nổi bật với cái mặt móc. Nhìn vào là anh em biết ngay. Mặt khảm xà cừ trắng. Về tổng thể thì đây là một chiếc đồng hồ Desert cây size 36mm. Có niềng khí và bộ dây với cái ba chỉ giữa này sẽ là màu vàng chanh hay còn gọi là yellow gold. Về màu sắc thì nó rất là quen thuộc rồi. Và điểm nhấn trên sản phẩm này sẽ là mặt dial được khảm xà cừ trắng toàn bộ như thế này. Và vân chiếc này rất là nổi, vân cực kỳ nổi. Thường mua mặt xà cừ thì rất là hên xui về cái vân này, tại vì không có cái vân nào giống vân nào cả. Có chiếc sẽ rất nổi và có chiếc nó sẽ chìm. Chiếc này thì mình may mắn nhập được một chiếc là cái vân còn cực kỳ sáng và đẹp như thế này. Góc 12 giờ vẫn sẽ là logo vương miện quen thuộc của Rolex, và 10 vị trí các cọc số còn lại sẽ là các viên kim cương 1.8 ly được tuyển chọn rất là kỹ càng và rất là bắt sáng như thế này. Góc 3 giờ vẫn sẽ là ô lịch quen thuộc với cái phần kính lúp được đặt ở phía trên kính như góc 3 giờ thế này, giúp phóng đại cái lịch của mình lên, hỗ trợ cho mình nhìn lịch rất là dễ dàng. Dùng chữ Rolex Euter Perpetual, dùng Desert ở góc 12 giờ. Phía dưới chúng ta sẽ có thêm cái chuẩn Spalletic Geometer Optical Certified. Đây là chuẩn Geometer riêng của Rolex và sai số khoảng trên dưới 2 giây mỗi ngày. Góc 6 giờ sẽ là một chữ Swissmade, kèm theo đó là logo vương miện nằm ở giữa. Biểu thị đây là phiên bản Mark 2 mới nhất của Rolex. Phần niềng trong chúng ta sẽ có niềng chạy chữ với rất nhiều chữ Rolex chạy xung quanh niềng như thế này. Ở góc 12 giờ chúng ta sẽ có thêm một cái hình vương miện, và ở góc 6 đến 7 giờ chúng ta sẽ được khắc số serial number, và số này sẽ trùng với số serial number trên thẻ lúc nãy. Phần niềng như em vừa nói lúc nãy, niềng chúng ta sẽ có niềng khí màu vàng chanh, màu yellow gold. Nấm cũng vậy, nấm chúng ta cũng sẽ có màu vàng, nấm và nấm vàng ren. Với nấc 1 sẽ là chỉnh ngày và nấc 2 sẽ là chỉnh giờ. Đây là một chiếc ba kim một lịch rất là quen thuộc của Rolex rồi. Phần niềng hai bên chúng ta sẽ có niềng phần khay hai bên chúng ta sẽ có được đánh bóng, tuy nhiên là cái này nó còn siêu niềng anh em nhé. Đây vẫn còn siêu niềng ở đây nên mình sẽ không thấy. Em xin phép show bên đây cực kỳ đẹp. Mình xin nói thêm một chút về tiêu chuẩn khi anh em mua hàng ở hãng. Khi mà anh em lấy hàng từ hãng ra thì hãng sẽ cho anh em hai tùy chọn. Thứ nhất là cắt mắt, anh em có thể chọn cắt mắt và giữ lại siêu niềng. Thứ hai thì anh em phải lột siêu niềng, có thể không cắt mắt nhưng phải lột siêu niềng. Và cái con này thì vị khách hàng đầu tiên đã lựa chọn là lột cái siêu niềng ra. Bình thường anh em sẽ thấy ở đây một cái siêu niềng được có gắn mã QR ở đây nè. Tuy nhiên chiếc này đã bị bóc ra rồi, tại vì đem ra khỏi hãng thì đó là điều bắt buộc. Bộ dây Jubilee rất quen thuộc với 5 chỉ, 2 chỉ ngoài sẽ là thép phong gỉ 904 của Rolex được đánh phay xước, và 3 chỉ giữa sẽ là được làm bằng vàng yellow gold, vàng nguyên khối và được đánh bóng lên rất là sang trọng. Mình xin phép không tháo cái này ra ha. Bộ khóa đi kèm sẽ là khóa Oyster đời mới. Đây, với một cái chỉ vàng chạy ở giữa và hai chỉ ngoài. Nó tạo một cảm giác đồng bộ hơn, so với cái bộ dây như thế này. Đáy thì vẫn sẽ là đáy kính rất là quen thuộc rồi, vẫn còn siêu đáy ở đây. Chiếc này sử dụng bộ máy mới 3235.
với 31 ngày trong kính, 28.800 tần số dao động, kèm theo đó là căn tích có lên tới khoảng hơn gần 70 tiếng. Đây là một cái sự nâng cấp rất là đáng kể của Rolex. Và chiếc này bên em đang giao lưu chưa đến 400 triệu, anh em có nhu cầu cứ liên hệ với hội ha. Cảm ơn em đã quan tâm theo dõi.